Hẳn bạn đã nghe đầy lỗ tai rằng muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Nói thì dễ, thực hiện được mới lạ. Ừ ha, sự chia rẽ, chia ly vẫn xảy ra như cơm bữa, diễn ra trong mọi lĩnh vực. Khóa học Teamwork của Belen khác hẳn tất cả các khóa học Teamwork bạn biết, bởi Belen hiểu đời thực và công nhận đời thực, để từ đó dùng các phương pháp tâm lý cùng với các phương pháp quản trị hòa quyện vào nhau như hơi thở tự nhiên, để giúp bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức nào cũng ứng dụng và tạo nên một môi trường Teamwork làm việc đội nhóm hiệu quả, trong lành, mạnh mẽ như hàng triệu tia sáng khác biệt cùng thắp sáng một bầu trời và dẫn lối mọi người trong tổ chức hướng đến một mục tiêu chung. Khóa e-learning tương tác Teamwork, kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả này được trình bày bởi các chuyên gia Belen có khát vọng phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước. Với hơn 20 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, các chuyên gia Belen chuyên tư vấn và đào tạo tại doanh nghiệp tạo ra công nghệ quản trị cuộc đời, quản trị nhân tài đầu tiên tại Việt Nam nhằm giúp cá nhân làm việc hiệu quả, tăng thu nhập, doanh nghiệp có được đội ngũ có năng lực đạt được mục tiêu kinh doanh. Là vào trang web belenc.com thì cá nhân muốn quản trị cuộc đời, doanh nghiệp muốn quản trị nhân tài là được phải không chuyên gia? Vâng, đúng rồi ạ. Với hơn 20 năm kinh nghiệm quản trị thực dụng, các chuyên gia Belen luôn xem bạn là trọng tâm của khóa học. Với quan điểm này, bạn sẽ được thưởng thức rõ các nội dung trọng tâm nhất, chất lượng nhất và đặc biệt bạn sẽ được tương tác trực tiếp với chuyên gia. Ồ, được tương tác trực tiếp với chuyên gia trên video luôn hả chuyên gia? À đây này, video clip không có chức năng tương tác bạn nha. Bạn chỉ được tương tác trực tiếp với chuyên gia tại nền tảng công nghệ của Belen tại trang web bbelenser.com. Ngoài ra, tại nền tảng công nghệ của Belen thì có đầy đủ chức năng hơn như là tải tài liệu, biểu mẫu hướng dẫn chi tiết thực hiện, đánh giá sau đào tạo, cấp chứng chỉ. Nên khi gặp tương tác không trên nền tảng của Belen thì bạn cứ suy nghĩ tư duy nha. Wow, mày khỏe rồi, ngồi ở đâu cũng học tốt. Khi cần thì mở ra xem, rồi học theo tốc độ của cá nhân luôn ha. Và muốn có được chứng chỉ chứng nhận nè, cũng như tài liệu thực hiện thì cứ vào trang web bparenser.com là có luôn ha. Tôi thích nhất là không phải chạy, tránh đường xá xa xôi mà còn kẹt xe nữa chứ. Còn tôi thích nhất là những bộ tài liệu nè, biểu mẫu chính thống từ một công ty chuyên tư vấn quản trị cho hàng trăm doanh nghiệp, là sự rút kết tốt nhất, rất có giá trị cho chúng ta. Vâng, lần đầu tiên có một công ty chuyên tư vấn quản trị doanh nghiệp làm điều này, thì Belen cũng rất mong bạn hãy ủng hộ Belen bằng cách không được sử dụng video này thuộc bản quyền của Belen. Sự ủng hộ của bạn sẽ là động lực giúp các chuyên gia còn tâm huyết chia sẻ nhiều bí quyết khác, giúp bạn cũng như doanh nghiệp bạn thành công nhanh hơn, bền vững hơn. Xin cảm ơn bạn. Các bạn ơi, các bạn đã từng chơi ghép hình chưa nè? Vâng, lúc trước tôi chơi thường xuyên lắm. Dạo này, lâu lâu tôi mới chơi thôi. Nếu để từng mảnh ghép riêng lẻ thì bạn thấy sao? Mình thấy chả có ý nghĩa gì. Nhưng khi ghép tất cả lại thì hóa thành một bức tranh tuyệt đẹp. Nên mình thích ghép hình là vậy. Đúng rồi bạn. Và bạn thấy mỗi mảnh ghép thì như thế nào? Mỗi mảnh ghép khác nhau là khác nhau, nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh. Đúng rồi, cảm ơn câu trả lời của bạn. Mỗi cá nhân chúng ta cũng vậy, mỗi người có những ưu điểm khác nhau. Khi ghép vào một đội phù hợp thì sẽ tạo nên một bức tranh đẹp, cũng như tạo ra sự phát triển đột phá. Còn như đứng riêng lẻ thì như đống rác. Trời, chuyên gia ví von ấn tượng quá. Mà cũng đúng, mấy mảnh ghép này mà không được ghép vào bức tranh thì có mà vứt đi. Nói là làm liền, giờ bạn hãy xem video clip và cho ý kiến của bạn về vấn đề này nhé. Là với tình huống này thì tôi cho ý kiến ai đúng ai sai phải không chuyên gia? Đúng rồi, mời bạn trải nghiệm tương tác nhé. Á chà, một nửa trống rỗng, chắc chắn một nửa trống. Hãy lắng nghe nè bạn, bạn luôn là người bi quan. Ồ, tôi hiểu rồi, giống như tương tác vừa rồi là do góc nhìn, do đã từng có kinh nghiệm một phần nhỏ mà đưa ra định kiến phải không chuyên gia? Bốn mà anh. Không, ba mà. Bốn lận đó. Ba mà ta. Bốn mà, đúng là bốn luôn á. Ba mà thôi à. Ôi, tức chết đi được cái con nhỏ này. Rõ ràng là ba mà. Chắc em điên lên mất. Rõ ràng là bốn, mà sao anh cứ nói là ba là sao ta? Vâng, không có ai mà có đủ góc nhìn hoàn hảo cả. Mỗi người đều có ưu điểm khác nhau, có góc nhìn khác nhau, đứng ở vị trí kinh nghiệm khác nhau.
Thật là thú vị khi trải nghiệm các tình huống vừa rồi. Đúng là trong thực tế, đa phần ai cũng mắc phải, thế nên mới có những cuộc cãi vã, xung đột tưng bừng. Nhưng chính nhiều góc nhìn khác nhau mới tạo nên một sáng tạo hiệu quả, đáp ứng cho đa số mọi người. Đúng rồi, giống như ghép tranh đó các bạn, mỗi hình mỗi ý ghép lại thành sự hoàn hảo. Do đó, vấn đề chính là dám công nhận, lắng nghe các ý kiến trái chiều. Việc này tôi nghĩ là cần phải có ý thức trước và cần phải có một quá trình rèn luyện nữa mới được. Vâng, đúng rồi. Đầu tiên bạn cần ý thức và biết rằng con người vốn rất phức tạp, có nhiều tính cách khác nhau. Chính những tính cách này chi phối tư duy, suy nghĩ và hành động của họ, để từ đó bạn biết tận dụng, phát huy ưu điểm của họ mà không chê bai, chỉ trích khuyết điểm của họ. Đầu tiên thì bạn cần hiểu tại sao bạn với họ có suy nghĩ và hành động khác nhau. Phải đi vào gốc của vấn đề thì may ra bạn mới hiểu sâu sắc, có ý thức rèn luyện mỗi ngày. Chuyên gia ơi, bây giờ tôi thực hiện tương tác này để hiểu tính cách của bản thân cũng như tính cách của những người khác khi giao tiếp phải không ạ? À? Đúng rồi bạn, bạn chỉ cần kéo nội dung là phần chữ, sắp xếp lại vào trong khuôn để đúng với diễn tả của hình. Mình mới tương tác về tính cách con người, thật là thú vị. Khi bạn biết bạn có tính cách như thế nào, người đang làm việc với bạn có tính cách ra sao, thì bạn sẽ dễ hòa nhập, dễ phối hợp tốt với mọi người. Và tiếp theo, bạn sẽ được học phần rất sâu sắc về tính cách con người. Với phần này, không những cho bạn biết tại sao con người lại có những suy nghĩ, hành động khác nhau, mà còn giúp bạn hiểu, nhận biết được những khó khăn với những tính cách không thuộc về một số nhóm, cũng như biết sử dụng ưu điểm của nhau để tạo nên sự sáng tạo, giải quyết vấn đề hiệu quả. Với phần 1, con người đi trước, công việc đi sau này, bạn sẽ được trải nghiệm 3 nội dung chính. Đó là, thứ nhất là hiểu tính cách giao tiếp hiệu quả. Tiếp theo là nội dung thứ hai, bạn và họ thích hợp làm những việc gì. Nội dung cuối cùng của phần 1 này là cách hình thành nhóm làm việc hiệu quả. Với nội dung 1 thì chúng ta bắt đầu với bài học hiểu tính cách. Mới bắt đầu mà trải nghiệm tương tác nữa rồi. Học mà tương tác nhiều, thích thật. Theo bạn, có phải là có tính cách tốt, có tính cách xấu, đúng không? Bạn hãy chọn đáp án của mình. Sau khi chọn xong, bạn nhấn nút Submit. Như bạn vừa tương tác, đã là tính cách thì không có tính cách nào xấu và cũng chẳng có tính cách nào tốt. Mà mỗi tính cách đều có ưu khuyết điểm riêng. Mỗi kiểu tính cách đều có thể là nguồn sức mạnh để phát triển bản thân, nhưng cũng có thể trở thành điểm yếu nếu bị sử dụng sai hoặc thiếu linh hoạt, dẫn tới các xung đột hay thất bại không mong muốn. Để hiểu được tính cách của bản thân cũng như của những người xung quanh, thì chuyên gia sẽ hướng dẫn bạn sử dụng phương pháp STAR. Đây là phương pháp do chính các chuyên gia Balance đã tập hợp, nghiên cứu từ các phương pháp nổi tiếng trên thế giới như là DISC, MBTI, sắc màu hay Mercer để tạo ra cho riêng Việt Nam chúng ta. Phương pháp tên STAR là ví mỗi con người chúng ta như những vì sao tinh tú, đều có những sức mạnh tiềm ẩn riêng, đều có thể thành công nếu biết mình biết ta thì chắc chắn trăm trận trăm thắng. Với chữ S đầu tiên, style là phong cách giao tiếp của bản thân với mọi người. Với chữ T, time space là nhận và suy nghĩ thông tin theo thời gian, không gian như thế nào. Với chữ A, analysis là phân tích vấn đề. Và chữ R, rule là quy tắc. Tiếp theo mời bạn tương tác để từng bước biết mình biết ta. Với tương tác này thì bạn hãy chọn hình phù hợp với mình. Bạn luôn ghi nhớ rằng khi nói đến tính cách thì bạn hãy nhìn vào những hành vi thường xuyên xảy ra, được lặp lại thường xuyên, không phải là hành vi nhất thời, rất ít khi bạn sử dụng, rất hiếm khi xảy ra. Bạn thường nghĩ nhiều, nói ít hay ngược lại, bạn hãy chọn kết quả phù hợp với mình. Bạn lưu ý kết quả mà bạn chọn, đó là những hành vi thường xuyên xảy ra, được lặp lại đa số thường xuyên với bạn. Xem video clip luôn. Vâng, bạn hãy xem video clip và chọn lựa kết quả phù hợp với mình. Vâng, bạn vừa trải qua 3 tương tác liên tiếp, thì đa số bạn thuộc người nào? Tôi thuộc người sôi nổi. Bây giờ mời bạn kiểm tra kỹ lại một lần nữa. Người sôi nổi hay người kín đáo đều có 5 đặc điểm chính. Thì bạn cứ chọn thoải mái cả hai bên. Ví dụ, tôi chọn 3 bên sôi nổi và chọn 1 bên kín đáo. Như vậy thì đa số thuộc về sôi nổi. Nên suy ra tôi là người sôi nổi. Chờ xíu, để tôi ngó nghiêng kỹ cái đã. Ok, mỗi câu bạn đọc thì trong vòng 3 giây đầu là quyết định liền nha. Bây giờ bạn nghe nhạc và có 1 phút để chọn.
Sau đó bạn nhớ ghi chú lại lựa chọn của mình vào giấy. Chúng ta tiếp tục với time space là nhận và suy nghĩ thông tin theo thời gian. Không gian cũng giống như style mình mới trải nghiệm nhé. Bạn thường giống người nào? Bạn hãy chọn hình phù hợp mà bạn thường xuyên lặp lại nha. Vâng, tôi đọc và chọn ngay. Mời bạn tương tác. Với tương tác này thì trong 3 giây đầu bạn nhìn thấy điều gì? Bạn hãy lựa chọn đáp án giống bạn nhất. Tiếp theo, bạn được giải trí với một video clip hấp dẫn. Xem xong thì trong 3 giây đầu bạn nghĩ gì? Mời bạn chọn đáp án, sau đó nhấn nút submit. Ồ, đến phần xem xét kỹ hơn rồi. Đúng rồi bạn, tương tự như lần trước. Tôi làm ví dụ để bạn tham khảo nha. Trong vòng 3 giây đầu, đọc từng câu hỏi chọn hay không chọn. Tôi chỉ chọn khi nó thực sự là tôi, nghĩa là nó thường xuyên lặp lại trong tôi. Thì về cụ thể, tôi chọn 1. Còn về tổng thể, tôi chọn 3. Nên tôi là người tổng thể. Ok, tôi hiểu rồi. Tôi đọc và ghi chú lại lựa chọn của mình. Đã qua 2 ký tự rồi. Tiếp theo là analysis, phân tích vấn đề. Cho tôi hỏi bạn, nếu bạn đi trên đường và gặp cảnh này, vì cha mẹ của hai em bị tai nạn giao thông đã mất cách đây 1 tháng, nên bây giờ hai em phải ra đường ăn xin, thì bạn sẽ làm gì? Ôi, tội nghiệp quá. Tội nghiệp gì ta? Bình thường thôi. Vâng, bạn nghĩ ngay điều gì? Mời bạn click chọn và sau đó nhấn nút submit. Trời ơi, sao anh ấy khóc dữ vậy? Anh ấy khóc vì anh ấy sắp bị giết đó. Bạn hãy đọc tình huống và nghĩ ngay điều gì thì cứ click chọn đáp án của mình nhé. Tiếp theo, mời bạn xem bạn thường xuyên giống với cái hình nào. Click chọn hình và nhấn nút submit. Đến lúc được nghe nhạc nhẹ rồi. Vâng, tương tự, tôi làm ví dụ để bạn tham khảo. Trong vòng 3 giây đầu, đọc từng câu tôi chọn hay không chọn. Tôi chỉ chọn khi nó thực sự là tôi, nghĩa là nó thường xuyên lặp lại trong tôi. Sau khi lựa chọn, thì tôi thấy tôi chọn phần chủ quan là 3, nhiều hơn phần khách quan. Vậy là đa số thuộc về chủ quan. Kết luận, tôi là người chủ quan. Mời bạn đọc và ghi chú lại lựa chọn của mình. Ồ, đến tính cách cuối cùng rồi. Vâng, chúng ta đến phần rule là quy tắc. Chào bạn, khi lên kế hoạch cho một chuyến đi thì bạn thích điều gì hơn? Hãy xem bạn thường xuyên có hành vi gì thì click chọn vào hình oval phù hợp với mình. Tiếp theo, bạn thấy khi làm việc, khi đi đâu đó, việc theo lịch trình là thoải mái hay không? Bạn hãy chọn cái mà bạn thường xuyên hành động lặp lại thường xảy ra với bạn. Xem video clip nữa hả chuyên gia? Sướng thật. Đúng rồi, xem video clip xong, bạn thấy mình thường xuyên có hình bóng nào thì click chọn và nhấn nút submit. Tiếp tục lắng nghe tôi làm ví dụ cho bạn tham khảo. Trong vòng 3 giây đầu, đọc từng câu tôi chọn hay không chọn. Tôi chỉ chọn khi nó thực sự là tôi, nghĩa là nó thường xuyên lặp lại trong tôi. Sau khi chọn thì bên kế hoạch tôi chọn 2, bên linh hoạt tôi chọn 3. Với 3 là đa số nên tôi thuộc người linh hoạt. Đến tôi đọc, ghi chú lại lựa chọn của mình ngay. Và đây là con người của tôi. 1. Tôi giao tiếp với mọi người thường xuyên là sôi nổi. 2. Tôi nhận thông tin và suy nghĩ thường theo tổng thể. 3. Khi gặp vấn đề thì tôi thường phân tích chủ quan. 4. Và cuối cùng, tôi thường thích linh hoạt hơn. Ở đây các bạn lưu ý, thường xuyên nghĩa là bạn thường xuyên phản ứng theo cách này. Còn số ít nghĩa là đôi khi bạn chọn phản ứng ngược lại là bình thường. Vì ai cũng có những tính cách đối lập nhau trong con người mình. Và hành vi nào thường xuyên xảy ra mới gọi là thói quen, là con người của mình. Để có được một báo cáo đầy đủ về tính cách thật của mình cùng những lời khuyên quý báu thì bạn hãy tìm hiểu thêm tại trang web của công ty Palance. Tập 1 đến đây là hết. Mời các bạn học tiếp. Tập 1.1, con người đi trước, công việc đi sau. Bạn sẽ giao tiếp hiệu quả khi đã hiểu rõ tính cách của mình và mọi người nhé. Vâng, tôi đã hiểu rõ tính cách của mình rồi. Tôi sẽ tự tin giao tiếp khi làm việc đội nhóm hơn đó. Nghe tôi quá nha, học tiếp tập 1.1 luôn đi chuyên gia. Vâng, mời bạn đón xem tập tiếp theo của khóa học E-learning tương tác, Teamwork, kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả. Công nghệ quản trị cuộc đời,
Quản trị nhân tài đầu tiên tại Việt Nam là một dự án truyền cảm hứng, thực hiện khát vọng, phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước, được thực hiện bởi công ty Belin, chuyên tư vấn về quản trị doanh nghiệp. Để khát vọng được bùng lên và lan tỏa vững mạnh, thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các chuyên gia Belin đã truyền lại hệ thống kiến thức, kinh nghiệm cho các thế hệ nối tiếp. Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến bạn đã cùng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam. Xin cảm ơn bạn. Bạn hãy nhấn like, share và subscribe để nhận được thông báo video mới nhất nhé. Cảm ơn bạn, chúc bạn luôn vui tươi và tràn đầy năng lượng. Ngày hôm nay, một hành trình tương lai, nhìn về nơi xa ấy, những cánh chim ùa về. Ngày hôm nay, từng nhịp đập trong tim.